Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là anh Văn Khía đây. Hôm nay mình có mặt ở trường Đại Nam để tham gia một giải stunt do Đại Nam tổ chức. Và đối với giải lần này là có một vận động viên đó, chơi cùng xe winner là tổng nhất chung nhảy luôn. Tại Việt Nam mình có chiếc một. Và mình mượn xe này mình review cho anh em xem coi nó có cái gì ha. Thì nhìn sơ qua thì nó cũng như Jin thôi. Đó. Máy móc đồ là yên nguyên hết. Là chỉ có cái phần độ phần này này. Đó. Quay lại gần coi. Là độ có phần ghi đông lại. Bởi vì độ phần ghi đông này kiểu này nó mình dễ chơi stunt hơn. Kiểu này là giống như cái chiếc ad mà lần mình giới thiệu cho các bạn á, trên cái kênh của mình là có lắm đó. Thì không thể thiếu đó là cái thanh phụ và cái tay côn ngắn đó. Heo này độ chích lớn, độ dĩa lớn đây. Độ dĩa này để mình chơi stunt cho nó dễ. Và bên đây được trang bị thêm một con phanh phụ phanh zin luôn, zin đó. Ngoài ra thì còn có thanh này, cái này là dễ mình đứng đây bắt đầu nè. Đây chân chơi nhìn phát biết ngay đó. Xe này của bạn Hà Nội nha các bạn, số là 29. Để ngồi mình nhờ cái bạn mà chơi xe này ra bóc đầu thử cho bạn xem nha. Máy móc thì như bình thường. Bạn nhìn ngầu không? Đi như Vin. Quay chơi xe cho mấy bạn xem đi. Quay gần á. Cắt tôi quay hay không quay? Muốn quay sao tôi quay? Nhìn trên đèn là bạn biết dần chơi rồi đó. Thank you.
Nó bi được không? Thử qua thôi. Mày nói lại đi. Ngắn thôi. Vít luôn nè. Đây nè, đây nhám nè. Đây nhám nè. Đó. Rồi tao nghỉ đi. Nó không để ý, nó quơ quá quơ luôn. Gà nắng đi cho sáng, đừng cho mát. Anh đứng ngoài nắng á, em đứng trong mát á, nó mới sáng. Đây nha. Đó, đẹp đó. Đẹp đẹp đi, cứu mà sát luôn á. Làm ơi, làm một vòng cái bỏ xe luôn, bỏ xe ngang luôn. Thôi chạy xe đó. Chạy trong đổ này, chạy quẹo, cũng đổ cũng vậy. Không có chạy. Đây đến đây nè. Đâu có chạy. Chân con này khá là mệt á. Mà được cái máy mạnh nó ngon. Cảm nhận xe này sao thế nào anh? Đối với con Winner chơi stand thì mình thấy cũng khá là ổn. Việc máy móc thì rất là mạnh. Mà có điện thì sao cái vỏ này tóc biên không được ta? Rồi bây giờ anh có chủ xe lại, mà chủ xe là ở đâu? Tới đây là một bạn không phải chủ xe nha. Ra thử coi như thế nào. Tay em ngắn á.
sử dụng tới cái này đâu mà. Tuyệt vời. Nếu mình đến đây thôi, mình bây giờ mình trả xe cho bạn vô chủ xe tập luyện nha. À.